thái hành. Các bạn ấy đang làm ướt con dao đi thì nó sẽ không bị bay đến mắt các bạn. Các bạn thái hành mà cứ để con dao nó khô thì là sẽ bị cay mắt. Này bạn Đô Văn Thủy thì hai bạn chung một thớt rồi. Cũng lâu lâu chưa cập nhật tình hình bạn Đô Văn Thủy thế nào. Nãy thì mình đang nói đến cái đoạn là các bạn ấy, bạn Đô bạn ấy câu được bạn Thủy ra khỏi nhà để tránh hai con chó rồi. Các bạn được tin lời anh Phá các bạn. Chào này các không biết là đấy. Chào này không biết là đi xa hơn chưa, hai cái cầm tay gặp nhau rồi. Hôm nay bạn Đô bạn tâm sự là chắc là hai cái gọi là gì nhỉ? Mạnh nhỉ. Người mồm gặp nhau rồi đúng không? Người mồm con gái người ta rồi. Đấy, từ chối là không là là đúng nha các bạn nhé. Bảo ừ đúng rồi, em gửi rồi đấy thì chắc chắn là chưa đâu. Nhưng từ chối là chắc chắn rồi các bạn. Đấy, tâm lý chiến mà. Không có đâu các bạn đừng có tin anh Thảo. Đấy. Đấy. Bây giờ từ chối cũng đúng mà không nói gì cũng bảo đúng. Nếu mà trong cái thời điểm tuổi của bạn trẻ này, nếu mà không thấy nói gì chứng tỏ là sự thật rồi. Đấy, mình cãi lại các bạn đúng rồi. Nếu bảo là bọn em hai cái người mồm ra rồi thì mong muốn là khi nào hết dịch thì sẽ có cưới các bạn. Đấy. Mình sẽ cưới vợ. Đấy. Thế ai cũng biết. Hết dịch các bạn nhé. Này thì là theo cái tâm lý chiến thì là điều này sự thật đến 70% rồi các bạn. Các bạn cứ chịu khó đến hết dịch đi. Mà theo cái phân tích của mình, cái tình hình dịch các bạn thì không hết được đâu, mà nó chỉ đỡ thôi. Thế khoảng vào 2024 thì tất cả các nền kinh tế hay là những cái thứ dịch vụ thì sẽ quay về đời thường. Mình nghĩ là vậy, chứ còn hiện tại bây giờ dịch thì hy vọng là nền y tế của thế giới sẽ tìm ra cái loại vaccine nào nó hữu hiệu và có cái sức đề kháng nó cao. Thì may ra thì cái vấn đề mở cửa lại nền kinh tế và mọi thứ nó sẽ trở lại bình thường được. Thế nói nhiều lời bản đồ là mai anh bảo. Mai anh bảo, không biết mai hôm nào là ngày mai đấy. Mai là ngày mai. Thì nhờ, dễ bị lừa lắm, mai anh bảo. Cái này em có biết đâu, cứ bảo thì nhờ em không biết. Bà Đô bảo, mai anh bảo nhá. Đừng có lâu mới lấy chồng các bạn yên tâm đi. Thì bây giờ mới dậy thì sao ấy? Sao ấy, đang dậy thì thôi. Bây giờ mới sắp sinh thôi chứ chưa sinh. Cái này là đúng rồi các bạn, cũng theo sự phân tích, theo sự nghiên cứu của mình, đấy là thay đổi nội tiết tố các bạn ạ. Nên là có mụn. Yêu vào thì thay đổi nội tiết tố thôi. Thật à? Ừ. Thế mà từ bé rồi em chưa vọng mụn cơ. Mày yêu quá, chưa yêu. Được nữa. Em thì không mọc thì nó khác, nhưng mà đối với bạn nữ thì sẽ thay đổi các bạn. Thay đổi môi trường sống, thay đổi nội tiết tố các kiểu. Thế nên em là... tưởng con trai chạy thì cũng phải đổi mụn chứ nhỉ? Đấy, theo sự nghiên cứu của mình. Theo sự nghiên cứu của nhà khoa học, bác sĩ Giàng Áo Pháo các bạn. Thì ai thay đổi nội tiết tố sẽ mọc mụn. Anh Tuyền dạy thì chắc anh ở đây. Anh Tuyền dạy thì đấy. Mình chưa mọc mụn các bạn. Con trai thì thường người ta sẽ mọc. Con trai thì sẽ dạy thì muộn hơn con gái. Thảo nào, chưa có gì cả. Với lại là chưa được có gì đó này. Tay chưa sờ. Chưa cầm tay à? Cầm tay. Trước kia thì mấy các anh Nhiệm, anh Mạnh bảo là cầm tay vợ phát về cả đêm không ngủ được mà. Thế cầm tay gái có chửa à? Thế cái lấy vợ con. À Mạnh, đúng rồi các bạn, Mạnh con nhà mình ngoan lắm. Không gì đâu các bạn ạ. Cầm tay con gái nhà người ta cái là thấy ngay. Con nhà cô nó ngoan lắm cháu ạ. Nó ở nhà nó học thôi. Mình lại khác, mọi người ở chỗ là mình có trách nhiệm luôn. Ví dụ như bạn này ra ngoài cầm tay con gái nhà lành cái là thấy xong rồi, báo cáo rồi. Cả bây giờ cũng có tuổi ấy. Anh Mạnh cả 30 tuổi. 30 tuổi lấy vợ đúng rồi. 30 tuổi lấy vợ thì người ta gọi là trên bản người ta gọi là thành ông nội rồi. Bác tuổi anh Nhiệm người ta thành ông nội rồi. Thôi các bạn, thành ra mình quay lần nào mình cũng chưa bạn Đô, bạn Thùy, hai bạn hành sợ mình nên là không cho mình cầm máy. Quay về ẩm thực đi các bạn. Trước khi nhồi cái nhân vào lòng thì bạn Đô sẽ trần cái lòng này các bạn. Đây là lòng già mà loại khổ đuôi. Trước đấy thì các bạn đã làm sạch rồi. Trên mình thì có cái lá, bọn mình gọi là lá hoa chuyến chi các bạn, hay còn gọi là cây cứt lợn đấy các bạn. Thì sẽ bóp với mẻ nữa, muối nữa thì nó sẽ làm át cái mùi hôi của lòng đi. Các bạn ấy trước đấy đã bóp xong rồi. Hiện tại là mình sẽ trần lại những cái để dự kiến là nhồi làm lòng. Đó. Bạn ấy làm xong rồi. Trần cái này trước. Để mình xem trong nồi có gì nào. Ôi,
mới lòng ra. Ok, đây rồi. Và bếp thì đã... Ui em ơi, như thế đổ nước đi. Nhiều nước quá, thành ra mất thời gian. Còn nhân thì đây các bạn. Nhân thì bản chất cái tiết canh này thì người ta hãm bằng muối các bạn, thế nên là rất là mặn rồi các bạn. Nếu mà làm nữa ở khu vực vùng biển này thì còn mình thì không, sẽ không cho thêm bột canh hay cái gì nữa nhé. Muối các bạn nhé, chủ yếu là cho mì chính thôi. Và cho một chút hạt dổi vào nữa, hành. Có cả hành lá và có cả hành khô. Đó. Lúc sau rồi cho vào. Món này thì đối với những bệnh nhân mà bị gút các bạn mà huyết áp cao thì không nên sử dụng. Không nên sử dụng nhiều. Thì có lượng protein rất lớn. Mặn đấy. Đây anh Mạnh ơi. Gây tăng huyết áp. Đổ nhá. Anh em ghi thêm đi. Mặn mặn để cho thêm em ạ. Sợ chí không? Đây là bếp công nghiệp nên là rất là nhanh. Phấn mặn à? Cái tiết canh Mạnh Mạnh đang đánh giá là rất là mặn, cực kỳ mặn. Nên là chắc là cho thêm nước vào các bạn. Lòng chân. Lát à? Lát là hỏng rồi. Chắc ăn lòng vào lát đúng không? Thôi. Rồi các bạn, để nhồi lòng thì mọi thứ đồ vớt ra rồi. Bọn mình đang dùng cái vỏ của chai nước mắm Nam Ngư các bạn. Và sẽ làm thao tác như Mạnh đang làm đấy các bạn, để nhồi. Đi ấy đây, kiếm lạt đi, kiếm cái dây đi. Dây rồi. Để nhồi vào. Cắt cái gì? Chọc. Đuôi. Không thì cái xả cũng được. Cô xả ơi. Xả ra tí. Bẻ chuối vào chọc. Đang dùng cái bẻ chuối này à? Ồ. Hay Mạnh không cho vợ đi theo chơi nhỉ? Em về nhà. Ong đốt rồi, lại bị ong đốt rồi. Ong đốt rồi. Người em có trong nhà, trong kia ông. Mùa này mùa ong ấy nhỉ? Ong. Hôm nay anh em quay được video ong rồi chưa? Chưa đâu nhỉ. Đã hôm nào bạn Đô với bạn Thủy đi bắt ong các bạn để bị đốt sừng vêu mõm lên nha các bạn nhé. Đố anh tìm được cái tổ ấy. Sao không được? Anh có tìm được không ấy chứ, anh tìm em bắt ngay. Để bắt Đô bạn ấy nhát chết các bạn. Hôm rồi đi bắt được. Ê, cắt cho anh nhắn. Đốt vêu mõm lên. Nó nhà chú mơ đây. Anh đi lấy rồi em đi đâu. Mạnh bắt được tổ to bằng mắt mũi ấy. Ui to lắm bằng cái. Thực ra thật mà dạo này đầy ong mà, để anh tìm nhá. Yeah. Nhưng mà trên bản mông các em đi được không? Nó nứt hết ra kìa. Bóp nhẹ nhẹ không nứt à? Không. Đã bị thủng rồi. Chưa thủng. Được. À. Bóp nhẹ thôi. Cái đoạn này giòn nhất đấy. Chảy hơi. Hôm nay bạn Đô thay mình cầm máy bạn Đô làm các bạn. Thành ra bạn Thùy thành ra là người ta gọi một câu là chó xem tát ao. Phải không? Em làm từ nãy giờ đấy. Thì bây giờ đấy mà, đang nói bây giờ. Bây giờ em buộc dây. À bây giờ buộc dây. Không thể gọi là chó xem tát ao được. Có phải chó xem tát ao à? Không. Chắc chắn là không phải. Cắt rồi. Khấu đuôi thì miếng dồi ngon nhất đấy các bạn. Giòn nhất đấy. Bạn ấy đang làm khấu đuôi. Ngâm xuống nước để đỡ vỡ à? Đúng rồi. À. Có cái mẹo nữa đấy các bạn. Ông góp đi, góp trên xong. Bạn này phải làm cẩn thận. Chỉ cần ăn đoạn này không thôi được mà. Là thế à? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
có cái gì ăn được luôn không? Trứng trần à? Trứng trần. Ui, còn dài lắm. Ôi, ui, cứ làm hết đi. Cứ làm lòng non phải ngon nhỉ, ngon ngon hơn rồi. Ngon ngon, chắc chắn rồi. Chào mọi người, mình vừa đi nhặt trứng gà về đây. Có cái gì cũng vừa về ăn được luôn không? Cái này là lúc nãy mình chê bạn Thùy là cho xem tát tao, mình nghĩ là bạn này là hợp lý hơn, trông được chín bạn ấy ăn. Thì thế. Thấy đông vui nữa là. Nói chung là nhân sự hôm nay có đủ rồi, không phải đến mon men đến nữa đâu. Trông nữa chín là đến ăn thôi. Có chủ gà đấy, chủ gà cho chị đấy. Chúng đấy trần ngon đấy nhỉ. Đô bảo ấy. Em biết là mọi người đến cái tầm này là đói lắm rồi, nên là đi nhặt trứng về. Nếu mà mọi người có nhu cầu ăn trứng thì sẽ luộc. Được. Em đang có chỗ ăn thật đấy. Đồ hòm hèm quá nhỉ, là thích ăn trứng trần rồi các bạn. Các bạn để lại mà. Các bạn để lại một cái comment bên dưới cho các bạn ấy mai ăn uống nhiều hơn các bạn nhé. Trứng trần ai cũng thích ăn trứng trần, em thích ăn mà. Chưa chưa. Đấy thì bọn này. Chưa. Cái dây này ngoài không ăn được. Em buồn hết rồi. Em mà đẩy từ dưới cho đi nữa. Em đẩy. Từ từ. Thì đẩy cái này đi con, đẩy xuống. Đây nhá. Hôm nay các bạn đến quay nhà bạn Bích các bạn, như kiểu nhà bạn Bích có Tết luôn. Hay phải mời mấy mâm em. Hôm nay giới thiệu anh là nhiều luôn đi nhá. Gọi cả họ hàng, hàng xóm ở đây khoảng 5 mâm đi. À nhưng mà thôi các chúng bạn đang chương trình chỉ thị 05 của tỉnh mình các bạn, giãn cách xã hội. Thế nên là chắc là không được 5 mâm đâu. Thế là tiếp tục mấy anh em mình tụ họp thôi các bạn. Anh cứ chối mãi, hôm nay anh mới nhận là người yêu à? Mâm ở trên mình là 6 người. 6 người, 3, 6, 18 mới được 3 mâm. Ba mâm là đông đủ đấy. Báo cáo đủ ban đề đấy. Báo cáo ba mâm à? Chị mời đúng 20 người đi. Thật mà. Trên 20 người không được đúng không? Mâm trên mình có 6 người thôi. À, thực ra thì ở trên kênh của mình, bọn mình làm chủ yếu là truyền tải những cái ẩm thực, và trên kênh A Pháo TV truyền tải một số cái hình ảnh về từ thiện các bạn nhé. Những cái chuyện tình cảm thì mình cũng ít khi, hoặc là những cái mối quan hệ mình cũng ít khi nói các bạn. Chủ yếu là cái nội dung mình quay lên thôi. Ví dụ tình cảm của bạn Đô, bạn Thùy, tình cảm của bạn Mạnh hay cái gì nữa nó cũng theo lẽ tự nhiên hết các bạn. Ví dụ mọi thứ của mình cũng theo lẽ tự nhiên. Thỉnh thoảng bọn mình xen vào cho vui câu chuyện thôi các bạn. Thế nên là bọn anh mình cũng đọc một số comment, các bạn đừng có quá khắt khe với anh em đội nhóm của mình. Mình đang yêu lại từ đầu các bạn ạ, nên là mọi người đừng khắt khe quá. Thật khó. Sự thật thì nó vẫn là sự thật thôi. Thế nhiều khi các bạn là thành ra là một thứ, các bạn kỳ vọng quá là đến một thời điểm nó những câu chuyện mà nó đi không chệch hướng, không đúng ý của các bạn thì nó sập đổ hình tượng các bạn, thì thành ra là nó mất hay. Thế nên là mình cũng không đi sâu lắm về mấy cái chuyện đời tư cá nhân của các bạn lắm. Bây giờ anh sẽ đẩy xuống, em đẩy trên xuống nhá, nó vì bắt đầu nó sẽ tự hơi. Bây giờ thì Thùy và chị Bích sẽ cho lòng vào các bạn nhé. Đó. Lòng thì cho vào luộc nhá. Cho nóng cho thì nó bục ra đấy. Thank you.
Ở ngoài trời đang mưa các bạn, thế nên là bọn mình đang chuyển cái vị trí luộc lòng. Hôm nãy là ngoài sân như thế này cơ, nhưng mà giờ bọn mình đã chuyển vào trong bên trong này rồi để đỡ mưa. Không biết là xong chưa, để vớt ra các bạn ạ. Hiện tại là đang trong này rồi, mọi thứ trong này hết rồi, đồ đang lo đây rồi. Chắc là chốc chả quay được ngoại cảnh nữa các bạn, sẽ là quay ở trong nhà luôn để hai bạn trẻ vớt luôn các bạn. Để cho lòng nó giữ được độ ngon các bạn tươi thì sẽ vớt theo ít nước luộc lòng, sau cho lòng vào đấy luôn. Ở ngoài này thì bạn Đô với bạn Thùy đang lo cái món vớt luộc lòng, thì bạn Mạnh đang làm cái dạ dày các bạn. Cái dạ dày mà để nó có độ ngon và giòn đó chính là đá này các bạn, và vắt thêm quả chanh nữa. Thì chúng ta luộc thì các bạn sẽ cho cái dạ dày cho vào cái nước này các bạn. Nước này có chanh rồi và đá nữa rồi, thì luộc xong là lại cho vào đây, nó co lại các bạn là mới ngon giòn. Xuống này thì này em vớt ra rồi đó. Hả? Hướng này thì Đô với lại bạn Thùy đang ở đây em lấy thôi, anh luộc làm ngon mà. Vớt rồi, chúng mình gọi là rồi các bạn, rồi luộc nóng rồi, vừa thổi vừa ăn. Con lợn có béo cỗ lòng mới ngon. Thì là như thế là hình hài nói lên tất cả đấy các bạn. Vẻ bề ngoài rất là quan trọng đấy các bạn. Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao? Đổ ít nước vào đấy. Vẻ bề ngoài mà không quan trọng, các cụ nói câu là con lợn có béo có lòng mới ngon, thì vẻ bề ngoài là nó quan trọng như thế rồi, các em lại bảo là không quan trọng. Có chứ. Quan trọng không? Có. Hay tắt điện ở nhà máy, nhà ngói, nhà ganh? Quan trọng. Quan trọng không? Cũng quan trọng à? Được rồi. Ê, anh tưởng là tắt điện ở nhà ngói, nhà tranh. Rồi, ở ngoài này thì bạn Mạnh sẽ luộc cái dạ dày. Xong nữa thì bọn mình sẽ nấu cháo. Thành ra là ngày hôm nay là như nhà có cỗ luôn các bạn, làm một cái video ẩm thực là hơi vĩ đại tí. Không biết ăn dòng nhà anh Pháo à? Nhà bố mẹ và tương lai. Người yêu anh Pháo à? À, hôm nay thành ra ăn dòng nhà Bích các bạn. Làm người yêu anh Pháo. Cũng tuyệt vời đấy, các bạn nói thế cũng đúng. Lợn béo anh đến em rồi. Có về đây, anh chẳng ăn đây xấu hổ. Là anh Đông mà, chị đây rồi. Bây giờ là thái cái thôi các bạn, thái là lên mâm thôi, xong rồi. Bạn Bích thì đang có cái món rau luộc các bạn, đó chính là lá đu đủ luộc. Và hôm nay có món rau sống nữa, Mạnh thì đang cắt cái lá chuối các bạn. Bên này thì Đô đang thái các bạn. Tiết mục đang được mong chờ nhất, tối thế nên là mọi người chờ đi tắm nữa, ăn nó ngon luôn, chứ không quay một lèo luôn các bạn. Thế nên là thanh niên này, các bạn thanh niên này là sau đi câu về là thơm tho sạch sẽ rồi. Chả thế, không toàn mùi run đây, tay ngắm. Bởi uống rượu không vào ấy. Cuộc sống hưởng thụ. Thế rồi nhưng không được. Cái dạ dày này có một món nữa rất là ngon các bạn nhé. Đó chính là hấp với tiêu xanh các bạn. Tuyệt vời luôn. Dạ dày hấp tiêu xanh, chấm muối, muối ớt tuyệt vời. Nhìn cái này Mạnh Mạnh làm rồi, nhìn chuột tuyệt vời các bạn. Ngon rồi đấy. Giòn. Giòn. Bạn này ngâm nước lã rất là tuyệt vời đấy. Đúng chuẩn của bếp. Bây giờ cho bạn Đô quay lại làm bếp thì chắc là hơi khó các bạn. Cái thời gian trước thì bạn Đô hay với mình của mình thì bạn ấy là cũng chịu khó đấy, nhưng mà theo hiện tại bây giờ mình thấy là bạn ấy cầm máy một thời gian thì là tay dao tay thớt là cũng hơi khó. Cũng dễ hiểu được các bạn, cái bạn cầm máy ấy, thiết bị ấy, thì rồi thì bạn chuyên tâm về thiết bị thôi, lúc sau mà bạn tay dao tay thớt thì nó có mỡ, nó cầm thiết bị là nó hỏng hết. Cũng có một số bạn là tự để máy tự làm thì nó hơi lâu các bạn. Thì đây thì vì như bạn Đô, bạn Thùy, mỗi bạn là một công việc.
trong thời gian tới nữa thì chắc là và mình cũng bí chủ đề quay, các bạn sẽ quay về với bạn Trâm, với bạn Mạnh nhiều hơn đi. Chúng ta sẽ đi sâu vào cái văn hóa của đồng bào người Nùng các bạn. Mấy này thì quay rồi, đây chính là cái mâm. Em để đây, xếp lên đây. À, rồi. Đây, lòng. Bạn đồ bạn ấy cho tay kiểu gì cho bọn mình khán giả xem cái hình ảnh thái lòng cái em nào. Đó. Đây. Sụt lòng ngon các bạn. Ủ nữa này nữa. Nóng ấy. Ủ nó nóng, nó là một thứ hai nữa bạn, cái tiết nó chín, nó không khô các bạn ấy. Khô nó chát chát các bạn. Đây là bên trong nó có mỡ mỡ tuyệt vời các bạn. Còn nếu mà mình không ủ ra ngoài nó nguội bắt đầu nó... Các bạn không ủ ra ngoài nó như này là nó khô ăn ngon không? Ủ có nước các bạn. Tuyệt vời. Bây giờ mình biết tại sao ăn ngoài quán ngon hơn ở nhà. Hóa ra họ ủ. Ở nhà mình lắm mâm ra chờ khách nữa. Tại vì mất tiền. À, ngoài quán mất tiền đấy à? Nhưng mà mấy quả rồi? Ở nhà mình làm sắp mâm xong chờ khách thì nó nguội. Mỡ nó đông. Thật sự ăn ngoài quán cái miếng dồi miếng lòng tuyệt vời. Phê. Sướng. Nói chung là nhìn bạn đô bạn ấy thái là mình cũng ướt nước miếng đấy. Bữa nay đã ăn cùng miếng nào chưa? Chưa, ở đây. Đây cuống họng này. Này anh em của mình vào đây học khỏe này. Và cùng đi tắm chưa nhỉ? Đấy, cùng tắm cho miệng cơm vào. Này mới thấy Tùng ra đây các bạn. Mình là của buổi chiều này. Lý Thông đây rồi. Đó nhất của mình không? Ừ. Còn hai bạn nữ là mang những dụng cụ chiến đấu ra các bạn. Bát với đũa. Tạm cả buổi chiều. Sướng nhất bạn Tùng các bạn. Này một can 50 lít này chắc là không đủ đâu à. Nhà còn 10 can này các bạn. Toàn rượu Tây Bắc, men là. Ok. Đầy đủ các thành viên ăn cơm thôi các bạn. Này cái video của mình quay hơi dài các bạn, cái không khí gia đình một chút. Lâu lâu thì mình cũng không cầm máy nên là quay hơi dài dòng. Anh táo vào sau thì một cái đấy. Ok các bạn, mời các bạn là ăn bữa cơm cùng đại gia đình và đội nhóm của anh em bọn mình. Hôm nay có lòng lợn tiết lòng lợn các bạn và cháo. Cháo lòng. Cháo sống các kiểu. Và một cái món nữa thì bạn biết là đặc sản của, không phải đặc sản đâu các bạn, mà nó là cái rau của khu vực mình, đó chính là đu đủ luộc. Rau của núi rừng. Rau của núi rừng. Rồi, mời các bạn. Chào mọi người, mời mọi người cùng gia đình mình nhé. Còn mấy ông đi ạ? Khai cuộc. Nổ to lên đi em. Cơm nhà, mời các chén à? Cả các bạn nha. Thủy thiếu chén à? Lấy chén của anh trước đi em. Anh chưa có đâu. À. Thôi cứ thế anh, mời các bạn. Thôi làm trái đi. Có chưa từng trước. Mọi người. Xin mọi người nhé. Thế nào, đồ này rượu nhẹ quá đúng không? Rượu à. Hà là không nhẹ đâu. Uống rượu không hà là nguy hiểm. Mình mời các bạn theo đũa đi, theo đũa các thành viên đi xem nào. Thúy ơi, mời em đi em. Không đứng dậy, đứng lên ngồi xuống làm gì nhiều nữa nhá. Bây giờ là ăn thôi. Con lợn có béo thì cái miếng rồi miếng rồi miếng ngon. Cái này hôm nay nghe chiều anh Mạnh với đô thì làm. Con mỗi người ngơ người này nó hơi to. Bác tớ cũng làm mà. Sai rồi. Bố cô tớ nhất đây vì là bố trông mà cho mấy anh em chăm cô cả. Chiều con đi học về muộn quá không kịp cả. Đi học về muộn à?
Nay có cô bé xuống tiêm chó rồi các bạn ạ. Cái tiền đưa các kiểu rồi. Học cơm ở đây. Nhờ đôi bạn thì gắp một miếng cho nào. Những khâu đuôi các bạn. Khâu đuôi nó béo béo đi. Đó. Khâu đuôi tuyệt vời. Xem nào. Mời bạn Bích, bạn Tùng, cả các bạn làm những khâu đuôi trước xem nào. Cảm nhận là nó béo béo ngậy ngậy. Nó còn giòn đi. Bạn đến chơi nhà khu gà thì cũng vịt à? Con đây đến nhà mình nói là lợn hơn mọi người á. Ồ, cá con lợn, mà lấy bước vào làm để tiếp thay vào đây. Không ai còn à, thì không ạ. Đúng không, thì nhà mà Tùng. Xin mời các bạn em. Anh hỏi đường đi nhé. Cảm ơn anh Dương Tùng. Anh hỏi tôi đứng quay nhé. Rồi mình sẽ để máy ở góc này các bạn ra ăn chút. Nhà xin ngồi góc này, xe mất bạn đâu? Hôm nay không đấy ạ? Đây là nhà. Đây thì sao làm chén đi. À, làm chén à? Để mình bắt vào miếng này. Có cái nào cách này. Đó. Rồi, gan. Gan. Miếng khâu đuôi trước các bạn. Cách. Tuyệt vời các bạn, ngon lắm. Lòng. Lòng này, bạn làm sạch hết nhỉ? Ngon. Nhiều muối mẻ xong cắt loại nhưng ngon được. Tuyệt vời. Hôm nay cũng chẳng thấy nóng lòng. Nên làm như này để lên cân là thấy chắc rồi. Em uống một tí rồi. Uống một tí rồi uống muối. Uống bao nhiêu được uống muối. Được. 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 Ăn miếng lửa chó với cái lá bún này, tưởng nhà này, nhà cái sẽ cái lòng khác. Tuyệt vời. Miếng lửa này nào. Đúng là cái rồi để ngâm một nước nó mềm mềm, nó ăn nó không bị khô nhỉ. Ngon. Lấy ra nó không nấu ấy. Thừa nhà những người đặt xong trượt khách. Nó không gì vào đúng không? Trượt khách về này. Mình đặt. Đây cái hôm này ăn ngon. Tại lời ăn thì giòn. Mày làm thì cái chân cái đùi đúng. Thế thì em làm ngon nhiều quá rồi. Đấy, ăn thêm một câu này. Ngon quá. Mai thì một người để mình chơi tiếp nha. Để ra tôi học đây này. Đâu được hai ông chín rồi. Thì là chín. Mình chơi đấy. Thành chưa? Tôi bảo hôm nay mới học cách vui à đi học. Đấy ạ. Hôm nay khách đến chơi có được lợn hay không?
Thôi anh em mình làm tiếp cái nhỉ. Con mới anh em. Trước khi làm con mới làm một chén trước nhỉ. Tùng. Dạ. Mời nhá. Ui dạ. Ăn cháo cũng quay nơi cả gần. Món mới là cái này các bạn, cháo lòng. Ngon lắm. Cháo nóng húp quanh công nợ giả dần. Cái ý nói là những người là hiện tại là còn khó khăn, có nợ thì giả dần từ tí một các bạn. Còn cháo nóng có bát to này các bạn không một khoan húp một chỗ được đâu mà các bạn húp vòng quanh. Cháo nóng húp vòng quanh công nợ giả dần. Thế em cứ tóm tắt ngắn gọn lại cháo húp quanh nợ giả dần thôi. Tuyệt vời đấy. Cho cháo thơm vào. Nhưng mà ngon. Cái món cháo này. Đúng bài các bạn. Cho tí rau thơm này, cho hành rồi. Ngon. Thúy, cho hành, cho chi phèo. Đây, hành bên cháu, này cháu đi, em cho rau cháu loãng, đây cháu, đây là cháu ấy à. Thì nở chi phèo phải cháu trắng. Trắng, cháu loãng. Cháu hành chứ đúng không? Cháu trắng không cho hành. Hôm nay có một cái bí mật nữa các bạn, đối với bạn Tùng là ngày nay là ăn uống rất là tằm tiêm các bạn. Cho cái thể trạng này các bạn nhìn thấy không? Thể trạng đùi như đùi ếch. Bụng thì bụng như quán to tổ cóc các bạn. Mạch cái sáu múi lên cho à, tất cả mọi người. Thế này là ăn uống hơi tầm tiệm tí thôi. Uống thêm chén. Em thấy em không cái máy không, không. Nhưng lúc cũng ngại lắm, bây giờ bỏ lên tự nhiên là đến không hết múi cả. Thế này là đi đi đâu đi quay hay anh em chủ mãi đi quay bảo thôi tự ti lắm, không dám lên hình. Có bạn gái là thôi các bạn cứ comment riêng với bạn Tùng nhé. Hay quá nhỉ. Trong Tùng thì thôi còn là hơn hơn những người mà không ấy đúng không? Nó không ấy cho nó ngắn gọn là cho nó có tí tí. Rồi, cảm ơn mấy camera mẹ. Đeo ạ. Cái này thấm rồi. Ôi, rượu say quá các bạn. Để tránh cái tình trạng là cuối video bọn mình lè nhè các bạn thì kết thúc tại đây các bạn. Một cái video bọn mình quay tại nhà của Bích của Tùng. Giới thiệu đến các bạn đó là cũ lòng của con lợn. Hôm nay thì xong rồi thành quả là ngồi mấy anh em chú cháu ông con trong nhà các bạn ngồi giao lưu nói chuyện một chút nữa. Và mình sẽ kết thúc cái phần video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo trên kênh. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua ủng hộ đội nhóm A Pháo TV và Giàng A Pháo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào mọi người nhé.